Bạn thường để ý điều gì khi gặp những người lạ? Có thể là vẻ bề ngoài, cách ăn mặc, cách nói chuyện với mọi người xung quanh hay tế nhị hơn là mùi cơ thể mà họ tỏa ra. Trẻ em có thể phản ứng kém duyên hoặc quá thẳng thắn khi phát hiện những điều bất thường từ người khác. Và cha mẹ chính là người dạy dỗ, uốn nắn càng hành xử sao cho phải phép. Kang Jin So, ông bố người Singapore đã có cách dạy con đặc biệt trong những tình huống như vậy. Con trai anh có vẻ khó chịu và không muốn ngồi cạnh một người công nhân có mùi cơ thể. Thay vì cách nói chuyện thông thường, anh So đã vẽ bộ truyện tranh và đăng lên trang fanpage Father and Son bố và con trai mà anh lập ra. Bộ tranh nhận được nhiều bình luận tích cực. Nhiều phụ huynh tỏ ý khen ngợi cách dạy con của người đàn ông Singapore này. Cha, con không thể ngồi ở đây. Người đàn ông đó có mùi. Con có biết tại sao cậu ấy lại có mùi không? Cậu ấy có mùi của những người phải làm việc 14 giờ một ngày. Cậu ấy có mùi của người đang làm công việc mà chúng ta không muốn làm. Cậu ấy có mùi của một người phải trả tiền cho một công ty quỷ quái nào đó để được làm việc ở đây. Cậu ấy có mùi của một người nhớ gia đình, người mà chỉ được gặp con 2 năm một lần. Và có thể cậu ấy nghĩ rằng mọi người thấy bình thường với mùi cơ thể đó. Sự thật là cậu ấy có mùi giống với mùi của ông nội con thời gian đầu đến Singapore. Và kết quả là cậu con trai trong bức vẽ của Sô đã chọn ngồi cạnh người đàn ông nhập cư có mùi lạ. Chân dung anh Kang Jin Sô và con trai 16 tuổi. Cách dạy con tuyệt vời. Cảm ơn anh đã dạy không chỉ con anh mà còn chỉ bảo cho rất nhiều đứa trẻ khác nữa, tài khoản Marilyn bình luận. Một ông bố giỏi. Bằng cách này, cậu con trai sẽ nhớ lời bố dạy hơn. Các bậc phụ huynh chắc chắn sẽ phải học hỏi anh ấy nhiều, Nick Nameli Chinh cho hay. Mùi của lao động vất vả, máu và nước mắt là những gì mà thế hệ đi trước phải trải qua, cần để con cháu hiểu và biết cách ứng xử cho đúng. Nếu chúng nhận thức được nỗi khổ cực của người thân, sẽ không bao giờ có sự xa cách hay phân biệt đối xử nào cả, một dân mạng khác bày tỏ. Theo Boris Bandar.